như thế này, như thế thì tất cả anh em tham gia chuyển góp nhận 100 token TPKT nha tất cả các bạn, một token lít trên sàn Binance nha tất cả các bạn. Tham gia hôm nay bằng mút start nè bạn, mút start xong rồi bạn bấm continue các bạn, lướt cha nữa. Các bạn vô nhóm kênh seller nữa bấm join. Tiếp tục follow tờ tờ tweet, follow đường bờ lưu file link. Follow and submit you bờ lưu file link. Tiếp giờ tại Twitter nè. Rồi, tại Twitter các bạn theo dõi các bạn, rồi bằng like như tại Twitter. Like tại Twitter nè. Chat like nè. Tiếp tục các bạn đắp nha các bạn. Các bạn gỡ lên đường bờ lũ phim cho bờ lũ file link tại Twitter cho nó nha các bạn. Các bạn copy ta đường link tại Twitter của mình nha các bạn. Nó tiêu rồi ta. Tục các bạn join tiếp kênh seller nữa các bạn. Ok. Bạn nào chưa join thì các bạn join vào nha các bạn. Bạn bấm don nào. Bạn subscribe YouTube giờ là đường link YouTube cho nó các bạn. Tiếp tục bạn gỡ đường link bờ lúc phải YouTube. Tiếp tục các bạn dùng địa chỉ TRC20 dưới chôn liên nha các bạn. Kỹ ta. Mình không hiểu luôn, các bạn cứ gửi theo bot cho mình. Rồi các bạn copy địa chỉ tài ghép cho mình nè. Các bạn thông cảm các bạn, mạng wifi nhà mình mấy đứa bấm game quá, dán vào rồi mình gửi cho bot nha các bạn. You have reset, rồi bấm vào reset nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 100 token nè bạn. Các bạn lấy dép đi xe cho bạn bè và người thân để kiếm token nha bạn. Đây là TPKTT nha bạn. Vậy video này cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.